Thưa quý vị và các bạn, trong hơn một năm đối phó với dịch Covid-19, Việt Nam thì được thế giới đánh giá là điểm sáng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để đạt được những thành quả ấy, trong thời gian qua, chúng ta cũng phải đối diện với không ít những hành động tiêu cực như nạn tin giả, đưa người nhập cảnh trái phép hay thái độ kỳ thị đối với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 xảy ra trong xã hội. Bằng chứng cho thấy sự kỳ thị liên quan tới Covid-19 dẫn đến ít người chủ động tìm kiếm chăm sóc y tế hoặc xét nghiệm hơn, ít người tuân thủ các biện pháp can thiệp hơn, bao gồm cả cách ly. Chính những điều này có thể dẫn đến việc bỏ sót người mắc bệnh, gia tăng số người tiếp xúc với người mắc bệnh, khiến cho việc xử lý ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này không chỉ tác động tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch, mà còn ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Để cùng trao đổi về vấn đề trên thì chương trình nói thẳng với chủ đề kỳ thị xã hội liên quan tới dịch Covid-19 đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Diễm Tuyết, giảng viên khoa hồi sức cấp cứu Đại học Y Hà Nội, nguyên phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, nhà báo Trần Hữu Việt, trưởng ban văn hóa văn nghệ Báo Nhân dân. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Và đầu tiên là xin mời hai vị cũng như quý vị khán giả sẽ cùng xem một phóng sự về đề tài này do chúng tôi mới thực hiện. Hơn một năm sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Nhưng với bà Hoàng Thị Yên, bệnh nhân thứ 9 của Sơn Lôi, mãi sẽ không thể quên khoảng thời gian đó. Tất cả mọi người, anh em thì cũng coi như xa lánh tôi, không gần gũi, thậm chí là rất là kỳ thị. Thế còn nói rất là nhiều điều, nó rất là khó nghe. Mọi người còn điện xuống bảo là trách móc và là vô ý thức miệng thế nọ thế kia đấy. Thế chúng tôi bảo thôi bây giờ thì lời cuối cùng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết là xin lỗi tất cả mọi người, gia đình. Tuy nhiên bà Hoàng Thị Yên không phải là nạn nhân duy nhất của thái độ kỳ thị đến từ những người xung quanh. Tháng 4 năm 2021, tại Thuận Thành, Bắc Ninh, xóm làng cũng đã dành sự miệt thị đối với một nhóm các em học sinh vô tình nhiễm Covid-19 vì đi bê cỗ cưới. Điều đó tạo nên tâm lý hoang mang mặc cảm cho các nạn nhân. Và câu chuyện về một gia đình ở Hà Nội bị hàng xóm bàn ra tán vào, xa lánh, mỉa mai, dù đã thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo y tế, quy trình cách ly nghiêm ngặt, khiến một thành viên trong gia đình phải đăng bài viết rất dài lên mạng xã hội, thể hiện sự bức xúc như một cách để bảo vệ gia đình mình. Người ta đăng trên cái Facebook mà người ta copy một cái poster có nói rằng là cỡ mày, tao chỉ cần ho một tiếng là cả dòng họ mày chạy mất dép. Và bên dưới có những cái comment hỏi là những người nào mắc bệnh thì họ cũng nói là nhà mình là mắc cái căn bệnh này. Không chỉ có người dân, thái độ kỳ thị còn nhắm tới cả đội ngũ y tế nơi tuyến đầu chống dịch, những người xứng đáng được cả xã hội tôn vinh và biết ơn. Không ít người trong số các nhân viên y tế phải đối mặt với tình cảnh bị một số người chung quanh dè chừng, xa lánh, đặc biệt con cái và người thân của họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần. Thời điểm đó thì khi tôi về nhà thì hầu hết là họ hàng, hàng xóm láng giềng, các cái nhà bên cạnh tôi họ có vẻ như họ không dám sang chơi, thậm chí là họ nhìn từ xa và họ cười, họ chào chứ họ không dám tiến gần tôi. Sự kỳ thị ấy sẽ khiến cho những người bị bệnh, những người bị nghi lây nhiễm ấy sẽ có một cái thái độ tự ti. Họ nhiều khi họ mong muốn là họ giấu bệnh đi để khỏi phải chịu đựng những cái sự kỳ thị của người khác. Và chính cái sự tự ti này, cái việc che giấu cái lịch sử dịch tễ này ấy, nó lại gây ra những cái nguy hiểm cho xã hội. Có thể thấy virus kỳ thị nguy hiểm chẳng kém gì virus Covid-19. Nếu không được loại trừ, ngăn chặn tận gốc cũng sẽ gây những tác động tiêu cực tới không chỉ công tác phòng, chống dịch mà còn tới tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Từ cái quan sát của nhà báo Hữu Việt thì đứng trên phương diện văn hóa, ứng xử nói chung thì cái sự kỳ thị nó đến từ cái tâm lý nào của con người ạ? Một số người không có cái lòng nhân từ của một con người đối với con người. Có nhiều người ấy, muốn giải tỏa những cái bức xúc, những cái bực bõ của cá nhân ấy lại thông qua cách ấy là
hạ thấp người khác hoặc là chỉ trích người khác, người ta cho mình quyền đào sâu vào đời tư của người khác, phán xét người khác, thậm chí là bịa đặt ra đấy, vì những cái mục đích cá nhân. Những cái đấy nó dẫn đến hậu quả tôi nói thật là khôn lường. Thứ nhất ấy, là người ta có xu hướng là giấu giếm bệnh tật. Điều thứ hai này, bất hợp tác với cả những cái biện pháp chống dịch. Vừa rồi chúng ta xem trên TV đấy, mà lực lượng chức năng phải vào bắt một cái chị đấy là F1, dứt khoát là tôi không chịu đi cách ly. Một cái việc tưởng chừng như đơn giản thôi, nhưng mà người ta cũng xuất phát từ tâm lý sợ kỳ thị. Thứ ba nữa, điều này cũng nguy hiểm này, tức là khi mà bị kỳ thị tới mức nào đó, nó xuất hiện một tâm lý trả thù. Và thứ tư nữa, có thể nó dẫn đến những hành động rất dại dột, đáng buồn, đó là quyên sinh, từ bỏ cuộc sống này, bởi vì thấy nó u ám quá. Một số bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu chống dịch của chúng ta, những người mà chúng ta thường gọi là những người anh hùng áo trắng ấy, cũng phải gặp phải sự kỳ thị này. Tôi xin hỏi bác sĩ Lê Thị Diễm Tuyết là trong suốt cái quá trình bà làm việc 30 năm ở bệnh viện Bạch Mai, khoa hồi sức tích cực, thì khoa này thì là đặc thù là sẽ phải tiếp cận những bệnh nhân rất nặng, nguy cơ mắc nhiễm rất cao. Vậy thì có bao giờ bà gặp phải cái tình trạng kỳ thị của người nhà hay của chính bệnh nhân hay của những người xung quanh hay không? Với riêng cá nhân chúng tôi, những người làm y tế, thì bản thân thứ nhất mình đã phải có ý thức để mình phòng cho gia đình và cho cộng đồng. Nhưng tuy nhiên trong cái lúc mà dịch SARS-CoV-2 thế này thì mình đã hạn chế cho cộng đồng và cho người thân rất nhiều, nhưng cũng có việc chúng tôi sẽ phải đến những nhà A, nhà B rất là thân. Nghe được câu trả lời rất là buồn: Thôi, chị không phải đến đâu, chị cứ ở nhà đi, em sợ lắm. Thế thì thực ra mình hơi chạnh lòng, nhưng tất nhiên mình cũng hoàn toàn thông cảm với những cái lý do xuất phát từ thực tế, những cái thông tin truyền thông trên mạng mà khiến người dân nghĩ như thế. Các tổ chức y tế cùng với các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta có thể đưa những kiến thức hiểu biết, và từ cái hiểu đấy thì người ta phải biết là bệnh nào cũng phải có phương pháp tránh. Và đặc biệt những bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường giọt bắn, lây qua không khí, lây qua máu, thì người ta, bản thân người dân là người ta phải biết là người ta phải làm thế nào để người ta phòng tránh. Người ta tránh chúng tôi sợ Covid, sợ HIV, nhưng người ta lại về đánh răng một bàn chải chung. Ví dụ thế, thì đấy là những cái thực sự nó là thiếu hiểu biết, dẫn đến một cái thiếu tôn trọng hoặc là kỳ thị những một số cái nhóm bệnh. Người làm nhân viên y tế thì cũng rất là cảm thấy là không hoang mang, nhưng cũng hơi cảm thấy là có những cái chạnh lòng nhất định. Dạ vâng, rõ ràng sợ hãi là một cái điều có thật. Nhà báo Hữu Việt thấy sao ạ? Ông vừa ví dụ là câu chuyện của một cái người phụ nữ ở Bắc Giang, có thể bà ta đang sợ hãi những người hàng xóm xung quanh chứng kiến cái việc đó, gia đình bà ta, bản thân bà ta, con cái bà ta sẽ bị xa lánh. Có lẽ đấy cũng là một cái sự thật đáng buồn, phải không ạ? Kỳ thị ấy, thì hành vi đấy nó không thể chấp nhận được ở trong thế giới văn minh. Nhưng mà tại sao ấy, cái sự kỳ thị đấy nó lại được lan truyền? Đây nó còn có sự thiếu hiểu biết về mặt truyền thông xã hội hiện nay. Một cái sự việc như thế, bạn quay một clip đấy, bạn đưa ra những lời bình rõ ràng ấy, là đôi khi nó chỉ ở góc độ cá nhân của bạn thôi, nó không phản ánh được toàn bộ tình hình, nhưng nó đã gây một sự hoang mang nhất định cho cộng đồng. Sau đó cộng đồng lại có những người tham gia vào bình luận chê bai mạt sát vân vân ấy, nó càng làm cái sức lan tỏa mạnh hơn. Một lý do thứ hai tôi cho này là bản thân những cái người bị bệnh ấy, họ cũng không ý thức được về cái tư cách, cái nhân phẩm, cái vị thế của mình trong xã hội. Tôi có bệnh, tôi sẵn sàng thừa nhận, tôi khai và tôi chấp hành những cái quy định của y tế, chấp hành những quy định pháp luật, và tôi đầy tự hào về cái con người, về cái hành động văn minh của tôi. Đấy chính là tôi đang bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gây dựng ấy, cái đạo đức xã hội ấy, nó rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Không, dịch hay là Covid nó chỉ là câu chuyện cụ thể thôi. Còn lại ấy, cái việc mà xuống cấp về đạo đức xã hội, về sự đánh mất đi cái lòng nhân từ, cái sự nhân ái ấy, nó dẫn đến rất nhiều những hậu quả đáng buồn khác ở trong xã hội. Đấy, thì cái đấy ấy, tôi cho rằng này, tức là các cái cơ quan này, các cái tổ chức xã hội này, các đặc biệt cơ quan truyền thông ấy, mình phải đi đầu, mình phải làm gương, mình phải lý giải được cho tận cùng cái bản chất của vấn đề này. Thế và thứ hai nữa, từng người một đấy, hãy suy nghĩ về những cái truyền thống, về những cái giá trị nhân văn của con người mà chúng ta cần phải gìn giữ. Như thế chúng ta mới giải quyết một cách được bền vững cái tình trạng kỳ thị. Tất cả chúng ta đều biết rằng là cái việc kỳ thị này sẽ dẫn đến một cái thái độ trốn cách ly, trốn khai báo y tế. Thì cái điều này đứng trên phương diện chuyên môn ấy, bác sĩ Lê Thị Diễm Tuyết có thể chia sẻ cho chúng tôi là nó sẽ gây ra những hậu quả nguy cơ như thế nào? Cũng chính vì cái sự kỳ thị đấy mà dẫn tới một cái hành vi, một cái sự thiếu hiểu biết của một cá nhân, thì lúc đấy người ta không nghĩ đến một cái hậu quả vô cùng lớn cho xã hội. Vì sự sợ hãi, vì sự sợ kỳ thị, người ta đã giấu giếm thông tin. Cũng như vừa rồi có những cái trường hợp trốn khai báo khi đi từ vùng dịch tễ ở Đà Nẵng về, phân tích sâu xa thì nó cũng có những cái
một cái những cái sự thiếu sót của những cơ sở y tế hoặc là sự giám sát của cái gọi là CDC, tức là giám sát bệnh tật, nó không được thật là chặt chẽ. Nhưng chính vì những kẽ hổng đấy, chính vì sự thiếu hiểu biết đấy, người ta đã có những hành động như thế. Chúng ta thấy rằng là khi một cái người bị, người ta giấu thông tin, người ta đi khắp nơi, người ta không tự phòng vệ, người ta không có ý thức trách nhiệm để người ta dùng các biện pháp phòng hộ cá nhân cho mình, tránh lây lan cộng đồng. Thậm chí người ta có thể đứng ở một cái cuộc diễn đàn, ta nói trước hàng nghìn những khán giả nghe, thực sự tôi thấy vô cùng đau lòng. Bởi vì sau đó thì hàng nghìn người, hàng chục nghìn người F2, hàng chục nghìn người F3 phải đến cách ly, nhà nước phải lo từng chỗ ăn, chỗ ở, từng những cái test xét nghiệm. Tất cả nó nguyên nhân cũng là rất nhiều thứ, trong đó có kỳ thị, trong đó có những hành vi cá nhân. Truyền thông thế nào đó, cái hệ thống chính trị vào cuộc thế nào đó, pháp luật vào cuộc thế nào đó, để mỗi người dân tự thấy trách nhiệm chính mình, trách nhiệm với những người trong gia đình, với cộng đồng xã hội. Chúng ta đã có những cái chế tài đối với những người mà gây nguy hiểm cho cộng đồng, cũng phải có những cái chế tài đối với những người kỳ thị. Chúng ta đã từng biết là có những địa phương mà công bố nói là người từ địa phương này đến địa phương tôi là không được đến. Chúng ta không muốn nhắc tên những địa phương như thế. Như vậy ấy, nó còn nằm ở trong nhận thức của những cái tổ chức chính quyền cơ, chứ không phải chỉ riêng của cá nhân. Kỳ thị không phải là hiện hữu ra, chúng ta có thể được cân đong đo đếm được, nhưng mà nó dẫn đến một cái hậu quả khôn lường. Khi chúng ta phát ngôn trên truyền thông, chúng ta viết một bài báo, chúng ta lên một cái phóng sự viết trên Facebook, chúng ta tránh những cái từ mang lại những cái sự, chính là sự kỳ thị đấy. Từng từ ngữ chúng ta nói, chúng ta phải giảng giải để cho người dân người ta hiểu rằng là thế nào là nguy cơ, chứ không phải là gặp là gieo rắc nguy cơ. Có một cái thói này nó khói tọc mạch của truyền thông. Anh đi quá sâu vào đời tư của người ta, bới móc đời tư người ta xong còn suy diễn nữa. Cái đấy nó cũng dẫn đến cái tâm lý mà sợ hãi ở trong một cái số lượng đối tượng cũng khá đông hiện nay. Trước khi đến buổi trao đổi này thì tôi có đọc trên Facebook một cái chia sẻ của nhà báo Hoàng Anh Tú và báo Sinh viên Việt Nam, biết rằng là trong một cái tình trạng diễn biến rất là phức tạp của dịch Covid-19 như thế này thì cái chuyện trở thành F1, F2 hay thậm chí là F0 nó gần hơn bao giờ hết. Vậy thì những cái người mà có thể trở thành F1, F2 thậm chí là F0 thì có bao giờ tự suy nghĩ rằng mỗi cái giọt bắn mình nói về những cái người nghi nhiễm trước đây nó có thể tạo ra chính cái cơn lũ mà họ sẽ có thể phải đối diện sau này không? Bởi vì có hạt mưa nào mà nghĩ rằng mình sẽ tạo thành một cơn lũ đâu. Tôi rất là cảm động trước cái suy nghĩ đó của nhà báo Hoàng Anh Tú. Và tôi nghĩ rằng là đối với những người làm công tác truyền thông, hãy có ý thức trong cái chuyện viết ra những cái gì, đưa ra những cái gì cho công chúng xem. Bởi vì như nhà báo Hữu Việt và bác sĩ Lê Thị Diễm Tuyết cũng vừa chia sẻ là cái tác động của truyền thông nó rất lớn đối với cả cộng đồng, với cả công chúng. Tức là những người làm truyền thông ấy, đừng là những người tạo ra những giọt bắn hoặc là những cơn lũ bệnh tật về truyền thông đối với cả cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, cái ý tôi cho rằng cái liên tưởng rất là hay. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là một cái giải pháp nữa, đó là truyền thông hãy nêu những cái tấm gương, chia sẻ những câu chuyện nó ý nghĩa, nó xúc động. Ví dụ như là hình ảnh một cái chiến sĩ công an giơ tay chào những bác sĩ của Quảng Ninh đến với tâm dịch ở Bắc Giang, hay là kể cả những cái sự gọi là hy sinh vất vả của các bác sĩ đang ở trong tâm dịch. Thì tôi nghĩ rằng truyền thông nên đưa những cái thông tin đó để cho người dân nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình hơn. Yếu tố con người vẫn là quyết định cái mục tiêu kép, đúng không ạ? Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, và này là vừa phòng ngự mà lại vừa tấn công. Thì tôi cho rằng là trong cái tình trạng hiện nay ấy, chúng ta đang xử lý khá tốt. Cuối cùng thì phải đạt được miễn dịch cộng đồng, đúng không ạ? Miễn dịch cộng đồng thì có thể thông qua vaccine. Chúng ta cũng đừng chủ quan ạ. Vâng, cứ coi như thế là chúng ta đã giải quyết xong cái việc kỳ thị rồi, không phải đâu ạ. Vâng, những cái mầm mống xấu độc ở trong xã hội nó luôn hiện hữu. Nếu như mà chúng ta không thường xuyên cảnh giác đối với nó thì đến lúc nào đó nó lại bùng lên. Tôi thì rất thích cái ý của nhà báo Hữu Việt, đó là khi chúng ta có miễn dịch cộng đồng của cái Covid này thì chúng ta sẽ có miễn dịch cộng đồng của chính cái virus kỳ thị. Xin được cảm ơn những ý kiến trao đổi hết sức thẳng thắn vừa rồi của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, từ những ý kiến trao đổi trong chương trình hôm nay, có thể thấy không ai mong muốn mình bị mắc Covid-19, nên không thể đổ lỗi, trách móc hay kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét, có giải pháp, quy định cụ thể về các chế tài xử lý hành vi kỳ thị đối với người mắc Covid-19. Đồng thời chúng ta cần phát huy mạnh mẽ các kênh truyền thông, mạng xã hội để lên án những hành vi tiêu cực, kỳ thị, phân biệt, đối xử đối với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Để mọi người dân cùng dương cao lá cờ đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau chiến thắng đại dịch. Không được kỳ thị mà phải sẻ chia, hỗ trợ để người cách ly yên tâm, hợp tác tốt hơn trong công tác phòng chống dịch. Hãy ủng hộ gia đình, bạn bè và những người hàng xóm của mình, đặc biệt là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go này. Chương trình Nói Thẳng của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.